Bạn ơi bạn. Alo. Dì với bé Na vô nhà con đi. Hôm nay dì đi công việc nên dì không thể nào dắt theo được bé Na được. Dì có thể gửi bé Na đi chơi với con một hôm được không? Dạ được, dạ được. Bé Na, quay lại với chị. Con ở lại đây chơi với chị ngoan nha. Có gì mẹ sẽ đón con về sau nha. Rồi tạm biệt hai đứa, dì đi trước nha. Dì cứ đi đi. Em vô nhà chơi với mấy anh của chị nha. Dạ. Đi thôi. Các anh ơi. Các anh ơi. Ủa các anh đâu rồi ta? À hay là các anh ở trong phòng. Thôi đi vô phòng đi. Bé Na vô kêu em Đỏ về chơi với bé Na nha. Dạ. Thôi chị đi nấu cơm đây. Anh Đỏ, anh Đỏ. Anh Đỏ dậy chơi với em đi anh Đỏ. Anh Đỏ. Na hả? Anh Đỏ đang bận ngủ rồi, Na ra ngoài chơi đi. Thôi nhưng mà Na thích chơi với anh Đỏ à. Anh Đỏ dậy đi. Nhưng mà chơi gì? Chơi cưỡi ngựa nè. Anh Đỏ dậy đi. Đi đi ngựa ơi, đi nhanh lên. Ngựa gì mà chậm rồi. Cà lọc, cà lọc. Đi đi. Trời ơi, mệt quá đi. Đi theo anh. San. Nè, giữ nó đi. San, San chơi với em nè. Chơi gì chơi đi nè, nè. Quá à. Cô xanh mà nè, coi chừng gãy á. Nhẹ nhẹ thôi. Oh no. Đồ chơi của xanh mà. Na chỉ mượn thôi mà. Cho xanh chơi với. Cho xanh chơi với mà. Nè. Ủa. Anh xanh. Phòng của anh Mút Chì còn đẹp hơn phòng của anh Xanh nữa á. Em ngồi ở đây chơi đi. Dạ. Nè, mẹ của em đâu rồi? Mẹ của em đi về rồi. Ủa, mà anh Mút Chì đang làm cái gì vậy? À, anh đang thực hiện một thí nghiệm. Đây là thí nghiệm mới nhất của anh. Nhưng mà nó là thí nghiệm để làm gì? Rồi từ từ em sẽ biết. Em cứ ngồi yên đó đi, đợi anh một tí. Ê, mà anh Mút Chì, anh Mút Chì nhìn ngoài kia kìa. Có gì đâu. Chơi yêu thích của anh Xanh. Thuận thôi mà. Hôm nay ca gan bắt ngay anh Đỏ làm ngựa. Cà lọc, cà lọc, cà lọc, cà lọc. Bé rất ham chơi. Na thật là phiền, phá phách lung tung. Phá đầu Mút Chì, tóc rối nó tùm lum hết. Trông ai ở đây muốn trông thấy em nữa rồi. Bé thật nghịch ngợm, bé rất ham chơi. Na thật là phiền, phá phách lung tung. Phá cả gia đình, bút phải kêu la. Có đâu. Trông ai ở đây muốn trông thấy em nữa rồi. Nghịch ngợm bé rất ham chơi. Na thật là phiền, phá phách lung tung. Phá phách cả gia đình, muốn phải phải kêu la. Không ai ở đây muốn trông thấy em nữa rồi. Đừng mà. Bây giờ ai sẽ trông Na đây? Anh có ý này. Ý gì vậy? Em có nhớ bác hàng xóm kỳ quái bên nhà mình không? À, bác hàng xóm dành cho banh của Xanh đó. Đúng vậy, anh có cái này. Hả? Nhưng mà ai là người sẽ làm chuyện này? Anh nghe nói những người là siêu nhân luôn làm được những chuyện can đảm đó đó. Hả? Anh Xanh có phải là siêu nhân không? Nope. Vậy là anh Xanh không phải siêu nhân rồi. Hả? Ai nói Xanh không phải là siêu nhân chứ?
Nè, đi ra ngoài chơi với anh Xanh đi. Anh Xanh chơi đá banh hay lắm. Đi. Chơi đá banh với Xanh đi. Hey, nè, bây giờ á, nè, có thể đá vô chỗ cây bên kia được không? Được chứ. Xem đây. Hey, yeah. Hay quá, mất luôn trái banh của Xanh rồi. Lấy banh lại cho Xanh đi. Được rồi, anh Xanh đừng có khóc. Bị dụ, thành công rồi, thành công rồi. Thấy chưa, cuối cùng Xanh cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đó. Yeah, vậy là từ hôm nay không ai giành tivi nữa rồi. Na ơi, cả nhà ơi, xuống ăn cơm rồi. Ăn cơm, ăn cơm. Nhưng mà Na đâu rồi? Gì đâu rồi? Là sao? Là gì đón đó. À đúng rồi, gì đón rồi, anh quên mất. Sao gì không nói gì cho em nghe hết vậy? Chắc gì quên. Gì quên đó. Vậy thôi. Giờ này bận rồi. Vậy thôi mình đi ăn cơm nha. Đi. Người ăn đi. Hôm nay em dặn nấu nhiều đồ ăn lắm á. Ăn đi. Anh làm sao vậy? Thật ra là tụi anh đã làm lạc mất Na trong khi đi chơi. Cái gì? Mọi người để Na ở đâu? Em không có biết đâu. Mọi người không tìm ra Na, em sẽ không cho mọi người ăn cơm nữa. Mình ăn cơm trước đã. Không, em không có chịu đâu. Vàng. Không được rồi, anh nghĩ là chúng ta phải đi tìm Na thôi. Không được đâu, bác hàng xóm nó hung dữ lắm. Em có ý này. Anh Đạt, cố lên, anh Đạt, cố lên, anh cố lên. Chào anh. Ai đó? Tôi là mẹ của Minh Anh. Lộ rồi. Anh Đỏ thiệt là có một chuyện gì cũng không làm xong nữa. À, anh Xanh, đi vô đây. Khoan đã. Hình như trong nhà này có một con chó rất là hung dữ. Oh no. Ê, để Xanh. Tôi hỏi, tôi muốn kiếm cháu của tôi. Bất kỳ ơi, anh bị phát hiện rồi, chạy đi. Ủa, các anh tìm được Na chưa? Na đang ở bên nhà bác hàng xóm hung dữ á. Cái gì? Trời đất ơi. Trời, bác đó nổi tiếng là hung dữ đó. Bạn em còn kể á, là nếu mà ai bị bác bắt là sẽ nhốt trong nhà. Vậy lỡ bác nhốt Na luôn thì sao? Trời ơi. Các anh vô bấm chuông đi. Không biết bây giờ bé Na ở trong nó sao nữa. Để anh kể cho mấy em nghe cái này nè. Trời ơi. Chó gì mà dữ. Wow. Có khi nào? Xanh cũng bị nữa. Sao?
Hả? Hả? Không. Ờ, vậy có khi nào ba cũng làm vậy với Na không? Không, không có như vậy đâu anh Đỏ. Tụi mình phải cứu Na thôi. Để em. Ai đó? Phải làm sao bây giờ hả các anh? Ủa? Sao mấy đứa đứng ở đây? Dạ... Bé Na đâu mất rồi? Dạ, chuyện là vậy nè. Trời ơi! Dì, dì ơi! Dì có sao không dì? Không được! Dì phải nhẹ tôi nhẹ phải không? Không, không, không có đường đâu dì ơi! Hay là mình báo công an đi? Đúng rồi! Phải báo công an mới được! Nhưng hình như có tiếng bé Na! Trời! Có khi nào bé Na gặp nguy hiểm rồi không? Trời! Dì! Được rồi! À, thì ra là bác hàng xóm không hung dữ. Trời ơi. Chuyện gì đã xảy ra? Bác kia bác nè, con nít kìa. Có luôn hả? Người gì mà hung dữ? Bác cắt đi nhanh cây bút chì. Bác giẫm bóng của anh xanh khiến cho quả bóng đã hư á. Bà là người tha cho Di Di anh Đỏ chạy khắp nơi. Chuyện này là sao? Chuyện này là sao ta? Không phải đâu. Là tại vì mày đưa nho đa không là đưa tre hoàng. Làm vườn nhà của bác la rơi đầy nhà bác luôn. Mày vậy đưa hả? Sức hư và luôn bình hoa mới toàn đã vậy còn treo cho vốn đã sai. Cái này là... Anh thấy chưa? Dạ. Là tại vì Na đó, Na đã không là em bé ngoan. Là sự thật không phải, bác ấy không có ý xấu xa. Bác vốn rất yêu thương trẻ con xung quanh ấy. Nên phải mau xin lỗi bác liền. Chúng cháu xin lỗi bác. Chúng cháu xin lỗi bác. Đâu hả? Là rồng rắn lên. Rồng rắn lên. Có cây cây. Đen kèm. Đen kèm. Đen kèm. Dạ. Dắt bún em họ của dì qua. Dì đi công tác mấy hôm nên tụi con trông em giùm dì nha.